Nó là Four Star in New Delhi, India. Không có gì hết luôn. Phòng hơi cũ, vệ sinh này chắc từ thời thời Tống rồi. Vài cái bàn chải đánh răng, lọ bụi đầu hết rồi, điện thoại không dùng được. Đây chắc là cái chỗ để gọi là rửa chân tay, luôn cà phê. Trong không có gì, không có gì luôn. Đây tủ lạnh này, tủ lạnh. Ủa, tủ lạnh này hết lâu dùng lắm rồi đây, 4 sao.